Ai đi lên coi thật sự hôm nay có gì vui không đây? Bookie Playtime lại có thêm con mới nữa. Willy á. Ok, để qua ngủ sao Win qua đó chơi em đi. Ok, hello, xin chào bạn đã trở lại với channel của mình là Sao Thiên Nhi đẹp trai 12 cá tính nè. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu với một video Minecraft mới nữa. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe một nút... Và đừng quên là qua đăng ký kênh của xin tốt tiên nha các bạn ơi. Ok, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Ê, ăn chậm. Ô, băng chậm. Muốn gì? Tự nhiên sáng sớm qua nhà tôi đập đồ đập đạc nghe, ăn chậm hay gì? Rồi qua đây chỉ sớm gì chứ nội. Qua đây ngủ ông mà qua cái nhà mấy Playtime á, đúng rồi. Gì? Poppy Playtime á hả? Ủa chi vậy ba nội? Trời ơi. Nghe nói bên đó có con nè, có con gì mới lắm á. Con gì mới? Ủa? Ừ. Con Husky Wookie, con Willy Willy. Ừ. Ủa cái gì? Con mới hả? Thiệt không? Ồ, mấy bạn ơi, hình như bên bển nó có con mới kìa. Bây giờ tụi mình với Hai Chi sẽ cùng nhau đi qua bển khám phá thử coi con nó còn mới nó kìa như thế nào ha. Ok, đi thôi Hai Chi ơi. Ủa, đến tới nè. Sao đây? Ủa, đây là Poppy Playtime nè. Chắc nó đâu biết đâu á, đi xuống. Ôi ơi, nhưng mà khoan nha. Mình đi mình cũng phải cẩn thận. Trời ơi, tôi nhớ hồi đợt á tôi vô đây tôi gặp con quỷ hất ghiu ghi tôi sợ tôi chạy muốn chết. Ôi. Cái gì? Ai quá vậy? Mình phải là người mình sẽ phải là người nhìn nó đầu tiên. Mình phải phát hiện nó đầu tiên mấy bạn ơi. Ủa nhưng mà không thấy nó đâu hết trơn á chị ơi. Rồi chắc nó trốn đâu á. Đi kiếm nó thử. Trời ơi, ủa máu gì vậy? Ui giời ơi. Ở ngoài đâu? Mày lừa bố mày. Ba chạy sợ ghê quá. Ơi, đây đâu vậy? Đi nào. Cái gì vậy chị? Không biết nào. Mấy con này đồ, mấy con này tôi nghĩ là mới lúc mà mới tạo ra nó chỉ cần là đồ chơi thôi à, chắc không có gì đâu nên yên tâm. Hình như tôi nó ở trong đó kìa. Màu đen phải không? Con Kiwi Willy là con màu đen phải không? Hình như nó. Ê, nó không có gì hết trơn hả chị ơi? Chị ơi, vô đây nè, nó không có bị gì hết trơn nè. Sao? Ồ. Ê, nó chưa có biến thành quái vật đâu, nó còn hiền lắm. Trời ơi, nè chụp hình giùm tôi cái coi. Đứng yên chụp nha. Rồi. Ê, đứng xét vô. Rồi, chụp đi. Ôi, chuẩn bị á. Sao vậy? Ê, chụp đi. Lóc coi chơi. Đâu vậy? Ây da, trời ơi, cơ thể của mình tự nhiên nó bị cái gì vậy? Ủa? Còn cái con Kiwi Billy gì ở đây đâu? Chết rồi. Ông sao Nguyễn đâu trời. Ông lại không bị ăn thịt hả ta? Ủa hai chị con nó đâu quá vậy? Quái vật trời. Cái gì vậy? Ủa nó đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Không lẽ nó ăn thịt sao Nguyễn rồi? Cái gì vậy? Cái Ê, sao mà con như vậy? Dừng lại, không phải tôi. Tôi là sầu riêng nè. Tôi là sầu riêng nè. Đi tôi nè chứ. Đừng yên. Chạy đi chứ. Trông nghe tiếng ai vậy? Tao. Không, tao không thấy. Tao là Kiwi Willy, đẹp trai đây. Tao không thấy đâu, mày đi nè ra chỗ khác đi. Quái vật. Ở đây, nhanh lên. Chị vậy, ở đây tên một con quái vật nữa trời. Sao Willy không bị ăn mất hả? Im, tôi là sầu riêng nè. Ngươi đừng có xạo, ngươi chỉ định dụ ta gì. Ngươi định dụ ta cái gì? Trời ơi, hồi nãy tự nhiên tôi không biết sao luôn. Trời ơi, tôi biến thành con này rồi nè, tôi sầu riêng nè. Đừng có xạo, ngươi dụ ta mới dùng cái tiếng. Bây giờ ông đố tôi gì đi. Để đó ông nè. Ờ, ông sầu riêng em mặc cái quần màu gì? Cái quần màu hồng chứ quần. Ê, quần trời tự nhiên tính rồi. Ừ, nhưng mà tôi bạn quần chip màu hồng á chị ơi. Con này không đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ tin tôi chưa? Tự nhiên bây giờ nhưng mà bây giờ ông phải giúp tôi. Tôi không có muốn đi về với cái hình dạng này đâu. Bây giờ làm sao? Đừng có chửi nó lưng lắm nó xuất hiện. Bây giờ mình phải đi tìm cái gì đó để mình phải... Tự nhiên tôi bị biến hành vô cớ biến hành luôn ấy. Thôi đi kiếm đi. Trời cái gì vậy trời? Có chuyện gì xảy ra như vậy hả? Wow, nhà vệ sinh. Làm có gì đó. Vô chị ơi, bây giờ có cách nào không? Tôi không có muốn ở đây đâu ha chị. Giờ cái hình dạng kiếm tiêu cách cái về dạng sinh tố một cái he là người ta cầm dao người ta vượt tôi luôn á trời ơi. Đâu rồi? Con sắt gì nè? Cái gì đâu? Em ơi. Ủa nè. Cái tủ gì? Tôi hớt chế tạo đồ chơi ở Poppy Playtime hả? Bỏ hết Huggy Wuggy vào và Kitsy vào lòng thí nghiệm kết hợp cả tạo ra Kiwi Willy hả? Cái gì? Cái quát, nó hợp ai con quỷ đó. Là nó sẽ tạo ra con này hả? Nhưng mà giờ nó kết hợp ai con đó
vô để tạo ra con đó, nhưng mà giờ sao tách không ra. Nhưng mà nó ghi nè, và ngược lại, ý là bây giờ nếu mà mình bỏ mình tôi bỏ tôi vô, phải không? Rồi tôi bỏ hai con kia vô, rồi nó sẽ đẩy ra lại thằng sầu riêng. Nhưng mà thử mới biết, liều đi, liều ăn nhiều. Đi vô, đi vô, đi vô, đi vô đi chứ. Ok ok. Rồi, để tôi đi nghe. Ôi giời ơi, hay rồi, ai ai. Tối nay chúng ta cùng nhau đi uống cà phê không? Anh trai. Con quốc ghi mập như con heo giống chị Nabi trong này sẽ tó. Leo. Tiến qua đây nè. Tiến nó bên này. Trời ơi anh chị ơi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi chạy. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Trời đất ơi. Bây giờ chỉ cần có được Kissy Missy thôi. Nhưng mà phải sao mới tìm được hất ghiu ở Kissy Missy vậy ta? Trời ơi. Ôi Kissy Missy. Nghe nhau. Trời ơi. Tôi là Kiuli Will Ly nè, tôi là mới á, tôi sản phẩm mới. Trời xin chào bà nghe. Trời ơi, con Uy Uy mập địch mập địch mập địch ơi. Trời ơi, tôi tìm được con Kissy Missy hay không? Ê, ở đâu qua vậy? Quay. Tôi nè, đi tôi hay chứ, nhanh lên. Đi nhanh lên. Từ từ, đi tôi nè, chạy theo tôi nè. Vô đây. Để hai chị, chạy vô tủ. Rồi, vô luôn đi mày. Đi ra. Đẹp. Đúng rồi. Hợp, con nhà bà Lý chưa? Vậy là bây giờ mình cần tìm thêm một con nữa. Được rồi. Đi tìm nó thôi. Vậy bây giờ phải làm gì tiếp theo vậy ta? Ai biết. Bây giờ con hất nghiếu kia nó đâu mất tiêu trời. Nãy nó gượt ông ở đâu vậy? Nó gượt đâu nó mất cháu ở chỗ rồi. Trời ơi. Ôi. Ê hai chị ơi, ở đây tôi nhìn nó giống cái cửa vậy ta? Cửa vậy này mấy cái nút mà. Tôi không tin. Ôi. Ôi ơi, có cái gì vậy? Cái đường gì kìa? Đâu. Hình như cái đường bí mật. Ê ông bự. Ơi đọc cái cho tôi vô với cha nội ơi. Cái này là chỗ nào đây? What the hell? Phòng thí nghiệm hả? Không chắc. The hell. Ui. Hình như cái này là phòng thí nghiệm nhưng mà sao không thấy đồ đạc vậy chứ? Giờ phải làm sao đây ta? Ê đó chứ chạy đi. Đúng rồi, chạy đi. Chạy vô phòng thí nghiệm. Chạy vô phòng thí nghiệm. Cái thằng con người này không hả? Nè, vô đây nè, đúng rồi, vô đây nè hai chi. Vô đây nè hai chi. Tao đi, đi nè. Vô vụ đi. Rồi đi ra hai chi. Tên đánh chặt sao tôi ra. Rồi là chặn nó lại, Mày nè, ngồi vô. Chặn lại. Rồi. Mày ở trống đi nha con. Mày đợi đi. Được rồi. Đi thôi, đi bắt con kia thôi. Đây lắp lại. Ông đi, tôi có lắp rồi, ông đi bưng về. Lắp lại. Rồi, ông chạy đi lấy đi. Ông chạy lấy đi, tôi canh cho. Ơi nữa kìa, con quỷ nè. Giờ phải tao, mày muốn bao nhiêu tao lắp cho mày thôi. Tí nữa nó khỏi ra luôn. Bây giờ đợi tôi nghe, tôi sẽ chạy về. Mình sẽ chạy về làng sinh tố, mình đem một số dụng cụ gọi là máy chiến nghiệm. Đi ra. Cái gì ấy, đừng để nó hốt khỏi cái lồng. Trời ơi, cái gì vậy? Cái kính hồi nó hành cái gì luôn rồi. Lẹ lên. A few moments later. Cuối cùng thì cũng đã set up xong cái bộ mà gọi là bộ thí nghiệm này rồi. Thôi, chui vô đây, giờ chuẩn bị chui nhanh nha, tôi làm nè, chui vô đây nha. Ok. 1, 2, 3, chui vô. Rồi, bắt đầu. Làm nhẹ nhẹ nha, chị ơi. Ok. Ây da, nó đánh tôi kìa, lẹ lên chị ơi. Có, từ. Ủa, dạ, biết không, tách ra, okay. đúng rồi, tách ra. Tách, ok, chuẩn bị nha, chuẩn bị biết là con gái nha. Ê, nhầm. Cái gì vậy, con người chứ phải con gái mà ơi. Ok, gọi là, chuẩn bị nha, bấm enter nè. Enter, chắc rồi nè. Enter. Thoát ra rồi. Yeah. Ủa vậy là bây giờ nó lắm còn có 3 cục kìa. Ấy. Chạy ôi chị ơi, thoát đạn rồi chị ơi. Rồi, dưới này. Ây da, con kêu kia nè, biết cầm súng kìa, bắn con kêu kia kìa. Ây da. Con này, dí nó, tay này quýnh mày đâu, tôi quýnh tay mày. Ây da, nó có súng, nó bắn tôi à. Thôi, tu, chết rồi, dưới này. Mày hả mày, giỡn mặt với anh em tụi tao hả? Ôi trời ơi, tôi tính ra, tôi nghe lời ông tôi đi khám phá con kêu ly, kêu ly gì, ai vậy? Ở trong đất, đi, tôi về chứ đây. Ây, thả ra đi về chung nè. Ông ông có thể nó chơi với bọn nó đi, ông là một phần của mình đó. Ôi im đi. Trời ơi bạn ơi, thôi 11 mình sẽ không đến đây nữa đâu. Ok thì thôi video đến đây cũng kết thúc rồi ơi. Bye bye. Chị ơi, tôi về tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Thôi bye bye các bạn, nghe chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye. See ya.